Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 hiện đang là thủ phạm khiến cả thế giới phải khiếp sợ bởi khả năng lây nhiễm và gây tử vong nhanh. Tuy nhiên, đến nay, một điều đáng mừng là hầu như trẻ em lại là nhóm ít bị tác động nhất của đại dịch COVID-19. Các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao lại có hiện tượng này. Thông tin được tổng hợp từ trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Virus SARS-CoV-2 đã hoành hành trên toàn thế giới trong suốt gần 8 tháng qua và gây ra cái chết cho hơn 600.000 người, nhưng vẫn còn rất nhiều ẩn số. Cuộc chiến với chủng COVID-19 vẫn còn rất dài. Toàn thế giới buộc phải chạy đua và không ngừng đưa ra biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Tuy nhiên, một phát hiện mà đến nay vẫn chưa có lời giải thích chính xác là virus SARS-CoV-2 chỉ chủ yếu gây ra các ca bệnh và các trường hợp nặng đều trên người lớn. Trẻ em là nhóm đối tượng ít bị bệnh nhất hiện nay. Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí y học New England cũng đã cho biết trẻ em có thể có nguy cơ nhiễm bệnh thấp hơn hoặc nếu có bị nhiễm cũng thể hiện các triệu chứng có vẻ nhẹ hơn. Nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết, trong tất cả các ca nhiễm COVID-19, chỉ có 1,7% trường hợp là trẻ em, trong khi đó, nhóm đối tượng này chiếm 22% dân số của Mỹ. Trước đó, khi đại dịch SARS nổ ra vào tháng 11 năm 2002 và kết thúc vào tháng 7 năm 2003, gây ra cái chết cho 774 người và hơn 8.000 người lây nhiễm, thì SARS cũng được ghi nhận ít gây ảnh hưởng đến trẻ em. Theo thống kê, chỉ có 80 trường hợp ghi nhận dương tính với SARS qua xét nghiệm và 55 trường hợp có nghi ngờ dương tính. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, cũng đã đưa ra nhận định trẻ từ 12 tuổi trở xuống có biểu hiện SARS nhẹ hơn so với người lớn và không có trẻ em hay thanh thiếu niên chết vì loại virus nguy hiểm này. Đại dịch nổ ra khiến không chỉ các bậc cha mẹ mà các chuyên gia sức khỏe trên toàn cầu cũng lo lắng về những ảnh hưởng có thể diễn ra với trẻ em. Đối tượng có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện và ít trải nghiệm bệnh tật. Tuy nhiên đến nay, một điều đáng mừng là hầu như trẻ em lại là nhóm ít bị tác động nhất của đại dịch COVID-19. Nhiều chuyên gia đã đưa ra một số giả thiết như sau. Thứ nhất, số ca bệnh diễn ra trên trẻ em ít do ít có khả năng phơi nhiễm ngay từ ban đầu. Thứ hai, cơ thể trẻ em có thể có phản ứng đặc biệt nào đó với virus SARS-CoV-2. Một lý do khác đơn giản cũng được đưa ra là người lớn có ý thức hơn trong việc bảo vệ con em mình trước đại dịch. Người lớn sẽ ít truyền bệnh cho trẻ em khi họ có ý thức thường xuyên rửa tay, che miệng và tự cách ly với trẻ khi biết mình bị bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Theo một nghiên cứu mới nhất ngày 30 tháng 7 năm 2020 ở Bệnh viện Nhi đồng Anh, trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ cao nhiễm virus SARS-CoV-2 hơn trẻ em trên 5 tuổi và người lớn. Điều này lại trái ngược hoàn toàn với những nhận định trước đây về trẻ em trước đại dịch COVID-19. Nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một lượng virus lớn ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi mắc bệnh. Lượng virus gấp từ 10 đến 100 lần so với nhóm trẻ có độ tuổi lớn hơn và người trưởng thành. Theo như nghiên cứu trên, các tác giả đã đưa ra kết luận trẻ dưới 5 tuổi có thể là các vật chủ quan trọng làm lây lan virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Đặt một giả thiết rằng nếu COVID-19 chủng mới gây ảnh hưởng đến trẻ em thì có thể dịch bệnh sẽ trở nên tồi tệ hơn bởi bảo một người lớn thực hiện các thói quen rửa tay, vệ sinh thường xuyên sẽ dễ dàng hơn nhiều so với trẻ em. Người lớn có thể tự nhận thấy được mức độ nguy hiểm của virus, nhưng trẻ em, chúng chưa thể hiểu biết được điều này. Các nghiên cứu nói trên có thể là chìa khóa để đưa ra các hướng dẫn y tế trong cộng đồng. Nếu bạn có bất cứ dấu hiệu nào hoặc phát hiện trường hợp nghi ngờ, có thể liên hệ đến đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 để được tư vấn và hỗ trợ. Quý vị và các bạn thân mến, luyện tập thể dục thể thao đúng cách trong mùa dịch sẽ là chủ đề mà chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.